À, kế mình tới chúc Tết mà chủ nhà thì còn lo chụp hình. Chưa có về. Mày đi uống đi, tranh thủ. Dạo đây có gì quất hết. Quất hết chủ nhà. Ừ, chuyện chủ nhà bị chủ nhà chậm chi. Tôi tới chúc Tết mà chủ nhà về chậm quá. Quất hết tôi còn đi chúc Tết chủ khác nữa, nhiều lắm. Này. Sau khi trước tuổi nhà cha cố thì hôm nay qua kéo qua nhà bà chúc được thì không chưa thấy chúc nhưng mà lo chụp hình nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 để lâu quá là cười đi coi, cười vui mới ra coi coi. Rồi đứng cái line nào, bây giờ nhà nào trước nè, đứng cái line. Rồi giờ hôm nay đi qua nhà bà chúc Tết thì chúc cháu được lì xì. À, người nào lì xì cho cháu trước đây. Đứng cái line đây bà lì xì trước. Rồi bà lì xì nha. Ồ, giờ cái tiền phần lì xì mà cũng đăng hẳn nè. Lì xì cho các cháu không, mà các cháu cái này đứng chờ nè. Này, cháu. Lì xì. Rồi, qua ngồi đây. Một lượt luôn hả? Rồi, ok. Cái đầu nào lì xì đứng đây lượt luôn. Wow, các cháu được lì xì nè. Cháu nào lì xì được rồi thì lần này khỏi đấy. Đây. Rồi mấy đứa này đi quá rồi thì tí nữa mới được. Rồi. Đúng rồi đâu ơi. Đi sao về đây? Cái gì kỳ vậy? Rồi. Đồ rồi. Đồ hình này. Đồ hình này lủng củng nha. Bây giờ nó sẽ làm lại. Qua làm lại. Kia kế qua là nấu lại qua. Rồi, rồi con đi ra. Đi ra luôn. Đấy, các cháu, trời các cháu được lãnh nhiều quá. Ôi trời ơi. Biết có sai rồi, đi tìm nha, đi tìm các em nhỏ nha. Rồi, cảm ơn, chúc mừng năm mới. Mẹ nó sorry nó. Mày đi xin sáng rồi. Cháu mà. Đừng có tiền lì xì cái đầu. À, cô Hương lì xì cho bà. Để xem có tiền không nhé.
lì xì cái gì? Cô ba, cô Hương lì xì cho bà, cắt đi. Cái này riêng ra. Để túi không, bà lì xì ngược lại cho nó hết. Đây xong rồi, xong rồi. Đây xong rồi. Lì xì xong rồi. Ba lì xì rồi. Xong hết rồi. Cô đó thôi. Sau khi ăn lì xì, các cháu lại tiếp tục ăn gà. Ăn gà thành cúng gà luôn ấy. Gà đặc biệt rất là nổi tiếng. Gà chiên. Nhưng mà hơi ngán vì cái gà này là chiên bằng gà ức, ức gà. Nên ăn nó hơi ngán. Nếu mà đùi gà với cánh gà thì ăn nó ngon hơn. Đây là khoai khoai. Lì xì. Quá. Một lúc có đốt rồi. Tèo đi vô. Năm nay là quẹt đâu? Năm nay chắn hay lắm. Chắn hay đi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi. Thế lửa nè. Đốt xẹp thôi. Mày quá. Quẹt cho nó không biết quẹt. Rồi, giờ bắt đầu đốt pháo trước khi chúng tôi nhậu tăng ba. Rồi, đốt vô. Một khay như này, một khay như nữa. Này. Run, run. Chạy. Run. Rồi. Oh shit. Này, giờ đốt pháo để. Cái bông mà bự bằng cái bánh xe mới được. Nó nổ được. Ừ. Mới giờ. Nếu bên này coi đi, chưa gì hết rồi. Biết hả? Pháo cái này nổ đá thật đấy chứ. Đã chứ.
không có một viên nào mà sống sót. Tịt không có viên nào tịt hết rồi. Không có giống như xuống rồi xuống đi. Thằng nhóc nó hỏi gì nãy nó hỏi gì. Rồi ngồi xuống đây, vẫn xuống đây, xuống dưới. Rồi sau khi đốt pháo chúng ta vô tiếp tục tăng ba. Rồi tiếp tục tăng ba. Rồi xuống, rồi. Hôm nay mời. Đâu mà tiếp tục nhậu, nhậu. Thích đâu ra, thích đâu. Mẹ không nghe nó nói đâu. Mẹ nói nhiều. Nói nhậu. Cái miếng đấy bỏ đoạn đấy đâu mất rồi. Ờ, đấy nhưng mà nó nhiều. Đây, người không có kiếm, người đều bỏ ra, không biết sao. Còn cái rô mà bự bằng bánh xe hả đã? Trước thì 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi cũng rồi. Phải đốt vậy chứ, mới trả chứ, đốt tiền. Rồi ok, thôi chúng ta tiếp tục. Nghỉ, nghỉ, đúng đây. Bố bà nhậu luôn á, bố bà. Đây, hôm nay chỉ chúng ta nhậu chân phương thôi. À, đây là cô đơm luôn mà theo. Cái này chơi whisky, chơi whisky này thì Blue Label thì cứ để đó cho cá nó uống, mà bữa nay em nó uống vậy mà cá nó uống thôi dưới thùng cá. Ê, cái này cụ thỏ của tôi nè, cụ thỏ mới mua đó. Thỏ đâu mà thỏ, dở nắp ra. Thỏ đâu mà thỏ, con này con gì, con gì, con này của em mà bảo phải không? Em đổi con thỏ lên con thường thôi. Tao là con đủ con hết á. Con gì ở nhà không có thỏ cột. Rồi ngồi đi. Bây giờ sau khi đi, hôm nay là chúng ta đi lễ nhà thờ chính tòa. Cảm ơn Chúa. Tạm một ngày, một năm năm mới. Phải tạ ơn Chúa, xong rồi chúng ta qua ghé nhà cha cố Du Sen Nguyễn Đức Trọng. Xong rồi chúng ta về ghé nhà bà. Đây bà. Giờ trở lại nhà tôi là hôm nay là chỉ ăn món nhẹ nhẹ là đầu năm là cá tầm với lại uống mấy uống nhẹ nhẹ mà hai chai Blue Label với lại tomatin nhẹ mà nó uống không hết nữa thì dỡ tủ tiếp luôn kia uống hết thì tắm hả đây mày tiền không ta tiền thì thiếu cái rượu đây không thiếu rồi chúng ta kính mời cá tầm đây là cá tầm tươi nha. Cá tầm tươi nha cả nhà đây. Ê, hôm qua mua một con cá tầm tươi 14 bao. Cảm ơn đây là thẻ. Con này 14 bao. À tươi nha, tươi đó, nha. Cá này cá tươi đó, ngon. Đó. Rồi cái đầu cái đuôi này đó. Đó cái đuôi. Từ. Khi nó sâu rồi mình bỏ cái đầu gai vô. Ai cũng không luôn hết. Tuốt vậy ta. Cho lửa lớn lên. Rồi hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi đó. Hết rồi, hết rồi. Chân mới bỏ vô từ từ. Rồi. Rồi chúng ta lấy ly ra lấy đá. Rốt đi. Lấy ly quá, lấy quá. Đây. Đá nè. Chuyển mà chủ thị đi. Tỷ qua đá đi. Rồi tỷ chủ thị đá thì thằng Nghĩ. Nghĩ chủ thị rượu phú. Nhà chú gì ngoài rượu. Rượu đứa cháu nó mang nó tặng Giáng sinh. Nó có nó uống được mà cho nó chủ sĩ. Ờ không biết uống, chỉ uống qua chai à. Uống qua chai à. Ôi, ôi, ok rồi. Rồi, rồi, rồi đi. Đây, đây, đây. Không, cái này không được. Cái dòng mà rượu whisky được luôn, không được. Được luôn, chẳng được. Coi chừng chảy nha. Thôi, để sát sát rồi. Ra được. Đây, cái nắp này được nè. Vì mình mua set 3 cái. À, đó, thấy chưa, thấy chưa? Đó là hay nó, chứ thông thường là nó sẽ xài cho được. Năm mới mẹ nhé, năm mới mẹ hết nhé. Chứ thông thường. Chú sĩ, chú sĩ. Đó. Chú sĩ, chú sĩ. Đây. Dạ, mời, mời. Đúng rồi, tự nhiên. Đầu nói trời ơi, uống dạ, dạ. Không có từ chối. Trời ơi, chứ người ta là thường ai kêu tôi đó có tôi đây chứ mà mình cứ mọi người uống liền. Nói ngay con rượu là mất sáng. Ngon rồi, tôi nói lại mất luôn. Hùng làm cái không? Không. Hùng lấy xe trẻ con nữa. Đây, đưa ly, đưa ly. Hôm nay là mùng 1 Tết nha. Đây. Ủa, cho em cái ly uống rượu chứ. Không, không được uống, rượu đâu được uống. Không, em xét lại, xét lại. Là mấy người đang chụp hình. Ui trời ơi, vậy là mấy tình hứa quá. Nói đúng ra sao không mang cái
bộ đó, hôm nay có mày mày cười cái bộ anh lại đem cái máy mày đó vẫn ra đẹp như rồi mà sẽ không nó không có làm mà để cho nó có đồ người chụp hình mà sao chứ tại sao bác không có cái này đâu chứ có hiên xô đâu có thì ai hả đi rồi đi bán rồi đi tu ghen rồi tu ghen là lật đi ung nghề quá trời ơi vô cái mạnh mẽ coi nè vô nay New Year uống cho mạnh nè vô ai nghi đó đi đi đây hai Mr. Mạnh này trời ơi ôi ông này ông chơi cái nút rồi cái nút này mới một lần thôi nó lột được cái chai Blue Label Whiskey còn cái mà cái chai kia nó kia là chỉ cho Crown Blue thôi được rồi thấy không chứ không có lột này ok mình tính cho thằng này cái nó vừa quá nó vừa đó đó nó vừa chúc mừng năm mới. Xuống từ từ. Từ từ. Bây giờ nó sớm. Còn sớm từ từ. Em xài. Bữa này là cá gì? Cá mà tuna trắng. Cá tuna trắng à? Tuna trắng có ăn ngon lắm. Còn đây là tuna yellowtail hamachi là của Nhật này. Cá này của Nhật. Nung một chút xíu bắt chân. Rồi, còn đây là trứng cá. White tuna, white tuna. White tuna. White tuna. Đó, bỏ ngồi ôm, ngồi gai vô cho thơm. Rong biển không? Không, mình chơi rong biển, mình chơi sashimi. Anh đeo rong biển. Okay. Yo, yo, yo. Yo, nè. Hết cái thằng nào hết đi, đó. Chính bên trong. Đó, đi uống cho mạnh mẽ đó. Trời lạnh ăn lẩu rất là cô vô ăn quá thơm thua chưa chưa hả chạy bên lên chạy bên đổi đi đổi chơi thơm đi nghe lấy về mình câu này bắt đầu bắt đầu móc túi này, đó, có hết tiền rồi. 28 không? Đó, đó, mình chia đi. Lấy 2 đồng không? 2 đồng đó. Ai lấy thì chia đi. Chú Tuấn, chú Tuấn đồ
đâu mượn tiền con cháu, chứ có mượn tiền. Sáng bà con đi chúc Tết cho nhau qua nhà cha cố và đi lễ, rồi kéo về đây là một bữa tiệc đầu năm nhẹ nhẹ. Bà con uống hết từng 4 chai rượu rồi, uống hết 4 chai, còn lại những chai này là 3 chai ông già chống gậy. Đây là một điệp vừa dọn dẹp xong, bà con đã ra về ngày mùng 1 Tết ăn nhẹ đầu năm. Dọn dẹp sạch sẽ. Còn đây là Lan vũ nữ, gọi là vũ nữ thanh gầy. Này, nhìn cũng đẹp, cũng thích cái loại này. Mai này là mua ở chợ đầu mối LA trên Los Angeles, nơi bán hoa sĩ. Đó, bán ngày nào mỗi ngày, chuyên bỏ cho các tiệm hoa. Con đi đào, đào ở nhà trồng đã nở bung lên rồi. Chào cả nhà, chúc cả nhà một năm mới bàn ngàn vạn sự hanh thông, tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt. Cùng chúc tân xuân nụ tầm xuân. Qua ở nhà có cây nụ tầm xuân nữa nha. Nụ tầm xuân là cũng mua ở trên chợ đầu mối LA luôn nha. Năm tới bà con muốn mua hoa Tết nên chợ đầu mối LA. Bà con vô trong channel Wonder Hải Vlog, tôi có để tôi một cái địa chỉ để đi lên đó mua hoa. Không những hoa đâu, hoa Tết mà hoa ngày thường cũng được, vì nơi bán sỉ hoa đấy. Đây, tủ rượu. Wow, tủ rượu này là kho trần dân chơi, nó chở không được, đóng cứng cửa luôn rồi đấy. Rồi, chào cả nhà.